Được biết đến nhiều hơn sau loạt drama nảy lửa về vấn đề review ẩm thực, mới đây thì hot tiktoker cô gái có dâu lại tiếp tục khiến cho mọi người phải tranh cãi khi mà quảng cáo về khóa học dạy mọi người làm clip tiktok của mình. Gắn liền với hình tượng review xéo sắt, tiktoker cô gái có dâu tên thật là Trương Thanh Tùng khiến các chủ quán phải đổ mồ hôi mỗi khi anh ghé thăm. Trên nền tảng tiktok, cô gái có dâu cũng thường xuyên xảy ra tranh cãi với các tiktoker khác vì những nội dung mà anh đăng tải. Gần đây, anh chàng tiếp tục vướng vào drama khẩu chiến nảy lửa với quán chè CH cùng với hai chiến thần review khác là Hà Linh và N.O.N.O. Sau khi sự việc trên xảy ra, trào lưu gián ảnh miễn tiếp cả ba tiktoker xuất hiện càng khiến danh tiếng của các chiến thần được biết đến nhiều hơn. Tuy nhiên, trong một video gần đây, cô gái có dâu lại bày tỏ tự hủy thật rồi, chuẩn bị rời bỏ tiktok, khiến netizen không khỏi hoang mang. Cụ thể trong đoạn clip, cô gái có dâu bộc bạch, sau drama này thì không có quán nào muốn làm việc và booking cho mình nữa các bạn ạ. Vậy nên phải tự bỏ tiền túi ra để đi ăn những nơi mà mình yêu thích. Từ giờ không một quán nào booking thì mình không biết phải nuôi trợ lý như thế nào. Tự nhiên cảm thấy hối hận vô cùng khi đẩy cái drama đấy lên cao trào. Trước đó, cô gái có dâu cũng chia sẻ bản thân anh đã nhận được không ít bình luận, điện thoại nặc danh, buông lời nặng nề vì những nhận xét về tiệm chè CH. Netizen cũng nhanh chóng phát hiện ra, trong các video review gần đây, anh chàng đã không còn thể hiện sự xét nét, xăm soi đến dịch vụ, thức ăn của quán, mà còn đưa ra những lời khen, lời nhận xét tích cực. Ồn ào về cách thức, thái độ review chưa đi qua, tiktoker này lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi cho ra mắt lớp học online dạy quay dựng clip tiktok. Cô gái có dâu còn lập hẳn một đường link riêng chuyên để giới thiệu về lớp học này trên trang tiktok cá nhân. Anh chàng giới thiệu về khóa học của mình như sau: là một học sinh trường chuyên Trần Đại Nghĩa và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, người tiktok đã chọn mình chứ mình không hề có ý định nổi tiếng. Mình muốn làm doanh nhân cơ, hành trình làm tiktok của mình đơn độc, sóng gió, nhưng tôi luyện một bản lĩnh và những kinh nghiệm thực chiến để san bằng mạng xã hội. Khóa học này để tạo giá trị đến cộng đồng, giúp nhiều người thay đổi tích cực, đột biến thu nhập và trở thành người nổi tiếng. Ngay lập tức, khóa học này đã dẫn đến không ít ý kiến trái chiều. Dù đã giới thiệu bản thân là cựu học sinh trường chuyên, sinh viên trường đại học lớn, thế nhưng cô gái có dâu đáng tiếc không để lại ấn tượng tích cực trong lòng người xem. Chính vì những drama gần đây của anh chàng khiến nhiều người lo ngại, khóa học này có thể dẫn đến tình trạng ngày càng có nhiều người trẻ sẵn sàng làm nội dung gây sốc chỉ để được nổi tiếng trên TikTok. Còn các bạn thì sao? Các bạn có quan điểm thế nào về vấn đề này? Hãy để lại comment bên dưới cho chúng mình biết nhé. Chúng mình là SNew và các bạn đừng quên like, share cũng như là subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày.